với điện ảnh chúng ta thì mình là một trong những đất nước mà đi sâu thì mình phải học hỏi rất là nhiều, và những cái điều chúng ta có làm theo hay làm tốt thì vẫn được cho là sẽ học hỏi chứ không phải là sự sáng tạo. Nhưng mà có thêm một cái yếu tố nữa, đó là Ly muốn hỏi lúc mà làm biệt đội bất ổn á. Biệt đội đúng rồi, rất ổn nha, chứ không phải bất ổn, xin lỗi mọi người. Khi bây giờ cast của mình thì cũng đã quen mặt với web drama, với dàn diễn viên của gia đình Cục Súc rồi, thì không biết là mọi người đã tiếp xúc với nhau lâu hay chưa, và tại sao anh đã quyết định là mình sẽ biến bộ phim này từ web drama lên màn ảnh rộng ạ? Thực ra cái quyết định đưa gia đình Cục Súc lên màn ảnh rộng đó là quyết định của Phát. Thì Hiệp thấy là cái ước mơ của Phát đưa một cái phiên bản web đang được mọi người chờ đợi á lên điện ảnh á, nó là một cái ước mơ rất là thông thường thôi của bất cứ một cái người làm nghề trẻ nào, và anh trân trọng cái điều đó. Và khi mà được kết nối từ Phạm Trần Bảo Quyên để làm cái chuyện này thì anh rất là sẵn sàng thôi. Bởi vì khi mà gặp các bạn, anh cảm thấy được đây là những con người họ rất là máu lửa, họ rất là chân thành, và họ có những cái giấc mơ rất là đẹp về nghề nghiệp, thì anh rất là sẵn lòng được là một phần của cái giấc mơ đẹp đó. Cho nên là cái chuyện mà mình đến với nhau một cách chân thành và bằng một những cái động cơ nó rất là trong sáng á, cho nên rất là dễ, nó rất là suôn sẻ, nó không có gặp quá nhiều vấn đề lớn để mà phải mình vật vã hoặc là mình đấu tranh nội tâm, nó rất là suôn sẻ, và tụi anh rất là quý mến nhau. Nhưng mà nếu nói về cái thể loại phim mà từ trước anh đã làm thì nó hoàn toàn khác biệt so với cái lối phim lần này. Rồi bên cạnh đó nữa, khi mà chuyển từ web drama sang bộ phim mà trên màn ảnh Việt chiếu rạp như vậy, thì đa số khán giả từ trước đến nay luôn ạ, sẽ luôn luôn có một cái phản ứng rằng là chắc là sẽ không được cái điều gì tích cực đâu. Vậy thì lúc mà làm bộ phim như vậy thì mình có bị áp lực hay là mình có bị vấn đề gì hay không? Thì thực ra thì đối với nền ảnh Việt Nam chúng ta thì sinh sâu để muộn, mình phải nhiều cái học hỏi lắm. Cho dù mình làm cái gì mình cũng sẽ đi sâu tất cả mọi người. Từ khi những thời gian đầu khi anh tham gia những bộ phim remake thì chúng ta cũng sẽ bị gán là chúng ta sao đóng phim làm lại quá nhiều của thế giới. Đến khi mà chúng ta có những dòng phim hành động thì cũng bảo là tại sao chúng ta lại làm hành động trong phim thế giới, là hành động quá nhiều rồi. Và đến khi chúng ta làm những bộ phim thriller hay là những làm bộ phim dòng phim kinh dị thì cũng là sinh sau để muộn. Nói chung là với điện ảnh chúng ta thì mình là một trong những đất nước mà đi sâu thì mình phải học hỏi rất là nhiều. Và những cái điều chúng ta có làm theo hay làm tốt thì vẫn được cho là sẽ học hỏi chứ không phải là sự sáng tạo. Bởi vì để có sự sáng tạo thì chúng ta phải đi lên từ sự học hỏi trước. Yeah. Thì đối với anh thì anh đã tham gia quá nhiều thể loại phim và quá nhiều cái trường hợp như vậy, và có những cái năng lượng tích cực tiêu cực từ những cái nhận xét đó thì anh đều đã tích góp khá là lâu. Thì đây cũng lần đầu tiên mà anh tham gia một dự án mà nó xuất phát từ web drama lên. Bởi vì bản thân anh thì chưa bao giờ tham gia một cái dự án mà lấy cái kịch bản gốc từ web drama lên, thì anh cũng đang thử xem coi nó sẽ có những phản ứng như thế nào. Thì trước đây mình cũng đã có những cái bộ phim điện ảnh đã xuất thân từ web drama lên và cũng đã thành công. Thì việc mà khán giả cái điều đầu tiên tích cực á, là cái nguồn gốc, cái mục đích của bộ phim đó là mong muốn từ cái web mà lên điện ảnh, có nghĩa là họ đang muốn chinh phục một lượng khán giả khác ở một cái phân khúc khác, và cũng như là một cái sự đền đáp khác mà cái dự án đó mong muốn mang đến để nó lan tỏa rộng hơn. Còn cái việc mà để khán giả có thích hay không thích, hoặc là ngay cả chinh phục khán giả riêng của điện ảnh, thì đó là một vấn đề rất lớn, bởi vì họ sẽ có một góc nhìn khắt khe hơn và khó hơn. Khi mình đang ở một cái con sông, mình qua một cái biển thì chắc chắn thì sẽ có những cái sự thừa nhận và không thừa nhận khác nhau. Nhưng mà nếu như mình không làm thì biết khi nào mình mới làm. Thì anh cảm thấy một điều thú vị là nếu như chúng ta nhìn ở một cái năng lượng tích cực thì mọi điều sẽ tích cực hơn.